Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 6 ngày 24 tháng 6, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa kiểm tra tiến độ thi công một số dự án giao thông trọng điểm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc. Huyện Khoái Châu viếng các nghĩa trang liệt sĩ tại các tỉnh miền Trung. Tập trung đẩy nhanh sản xuất vụ mùa để nông sản tiêu thụ thuận lợi. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã kiểm tra tiến độ triển khai một số dự án công trình giao thông trọng điểm của tỉnh, gồm đường nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc cầu Rẽ - Ninh Bình, cải tạo nâng cấp đường tỉnh 380, đường tỉnh 385, xây dựng đường trục ngang kết nối quốc lộ 39 với đường tỉnh 376, nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên và dự án xây dựng nâng cấp đê tả sông Luộc. Cùng đi có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Theo báo cáo của các đơn vị, dự án tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc cầu Rẽ - Ninh Bình giai đoạn 2 dài 19,6 km với tổng kinh phí đầu tư trên 1.400 tỷ đồng. Để đẩy nhanh tiến độ, đơn vị thi công đang tổ chức 5 mũi thi công và hiện đã đạt gần 50% khối lượng công trình. Theo kế hoạch, dự kiến đến cuối tháng 6 năm 2023, dự án sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, nhà thầu cam kết sẽ hoàn thành công trình vào tháng 12 năm 2022, rút ngắn thời gian thi công 6 tháng so với hợp đồng. Dự án cải tạo nâng cấp DT380 có tổng chiều dài trên 4,2 km, được thi công từ cuối năm 2020. Đến nay, các địa phương đã bàn giao được khoảng 3,3 trên 4,2 km mặt bằng cho các đơn vị thi công. Giá trị thi công là 33 tỷ đồng, đạt 50% tổng số vốn đầu tư. Hiện dự án còn khoảng 900 m trên địa bàn huyện Văn Lâm gặp khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng. Dự án cải tạo nâng cấp DT385 có chiều dài trên 8,8 km, được thi công từ tháng 11 năm 2020. Đến nay đã thảm mặt đường bê tông nhựa được 3,3 km. Giá trị khối lượng thi công thực hiện đạt khoảng 55 tỷ đồng, đạt 38,9% tổng khối lượng. Hiện nay, dự án còn vướng 1,7 km, chưa được giải phóng mặt bằng tại xã Lương Tài và xã Chỉ Đạo huyện Văn Lâm. Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường lên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên kéo dài có tổng mức đầu tư gần 2,9 nghìn tỷ đồng, được triển khai thi công từ tháng 12 năm 2021. Hiện tại, liên danh nhà thầu đã thi công trên toàn bộ phạm vi mặt bằng đã được bàn giao. Giá trị khối lượng thực hiện đến nay ước đạt 250 trên 2.317 tỷ đồng. Dự án xây dựng đường trục ngang kết nối quốc lộ 39, km 22 550 với DT376 có tổng chiều dài 7,58 km, tổng mức đầu tư 230 tỷ đồng, được khởi công xây dựng từ tháng 11 năm 2021 đến nay đã xong hạng mục xử lý đất nền, cầu Điện Biên, các hạng mục khác như đào đất, đắp cát, thi công cống ngang đạt khoảng trên 45% khối lượng. Hiện nay còn 0,65 km tại xã Chính Nghĩa, Nhân La, huyện Kim Động và khu dân cư Nhân Lý, xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi đang tiến hành các bước giải phóng mặt bằng. Kiểm tra tại các dự án, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu các sở ngành địa phương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thi công, tập trung tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án, trong đó cần chú trọng tới công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các vị trí trên diện tích đất thổ cư của các hộ dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương tuyên truyền vận động nhân dân hiểu về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của các dự án, tạo sự đồng thuận cao trong việc bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện cho đơn vị thi công. Đồng thời, bố trí vị trí tái định cư cho các hộ dân trong diện phải giải tỏa. Quá trình thực hiện cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát, bảo đảm chất lượng công trình, chú trọng an toàn lao động, an toàn giao thông, xây dựng lịch trình, kế hoạch cụ thể cho từng hạng mục thi công, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành sớm các dự án để đưa vào khai thác sử dụng, góp phần thu hút đầu tư, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã giao kế hoạch thời gian cụ thể cho công tác giải phóng mặt bằng, thi công các hạng mục công trình dự án yêu cầu các địa phương, đơn vị thi công thực hiện. Trong khuôn khổ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc, sáng nay tại thủ đô Seoul, Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc phối hợp cùng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại. Dự sự kiện này có lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp hai tỉnh Hưng Yên và Quảng Ninh. Về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên.
Tham gia phiên thảo luận chuyên đề, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Phạm Tấn Công cho biết, Việt Nam có quy mô GDP lớn thứ 41 thế giới, quy mô xuất nhập khẩu lớn thứ 20 thế giới, có môi trường đầu tư kinh doanh mở hàng đầu thế giới với 17 hiệp định thương mại tự do FTA đã được ký kết, trong đó có FTA Việt Nam Hàn Quốc. Năm 2021, các tập đoàn Hàn Quốc đã gia tăng đáng kể nguồn vốn đầu tư vào Việt Nam. VCCI hiện có gần 200.000 doanh nghiệp hội viên, gần 200 hiệp hội doanh nghiệp thành viên. Trong 30 năm qua, VCCI đã tích cực hợp tác với các đối tác Hàn Quốc, đặc biệt là KCCI, trong các chương trình xúc tiến thương mại và đầu tư vào Việt Nam. Phát biểu tại hội nghị xúc tiến đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn cho biết, Hưng Yên nằm ở trung tâm vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, gồm 7 tỉnh thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh và Vĩnh Phúc. Đây là trung tâm kinh tế năng động và là đầu tàu kinh tế của Việt Nam. Hưng Yên, tỉnh chúng tôi là giáp liền kề với thủ đô Hà Nội và có đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng chạy qua. Điều kiện thuận lợi thúc đẩy nền kinh tế địa phương phát triển và Hưng Yên có bề dày lịch sử văn hiến, là một trong những nôi của người Việt cổ ở thế kỷ thứ 16, thế kỷ thứ 17, từng là thương cảng nổi tiếng giao lưu kinh tế với các nước bạn. Nhưng kinh tế của tỉnh vẫn tăng trưởng ở mức khả quan. Năm khu công nghiệp thì chúng tôi đã giải phóng xong mặt bằng, bắt đầu triển khai hạ tầng và có thể đón nhận các nhà đầu tư trên thế giới. Trong các phiên thảo luận, đại diện các doanh nghiệp hai nước đã trao đổi các tham luận về nội dung như hợp tác kinh tế Hàn-Việt, kỷ nguyên hậu Covid-19, cơ hội đầu tư tại Việt Nam, những điểm cốt yếu trong xây dựng chính sách, phát triển hạ tầng và đổi mới sáng tạo, động lực phát triển kinh tế Việt Nam. Hội nghị cũng đề xuất thêm các hướng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng, hợp tác trong xây dựng chuỗi cung ứng, phát triển công nghệ thân thiện với môi trường, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Chiều qua, đoàn đại biểu của Việt Nam, trong đó có Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn đã thăm tập đoàn Samsung, được thành lập từ năm 1938. Samsung là một trong những tập đoàn thương mại đa ngành nổi tiếng trên thế giới, có sức mạnh chi phối nền kinh tế tại Hàn Quốc. Với nhiều phát minh công nghệ đột phá, Samsung trở thành thương hiệu đắt giá, một thương hiệu toàn cầu lớn nhất châu Á và đứng thứ tư trên thế giới. Cũng trong chiều cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đến làm việc với tập đoàn Land Housing, chủ đầu tư xây dựng khu công nghiệp sạch tại Hưng Yên. Nội dung chi tiết của buổi làm việc này chúng tôi sẽ thông tin tới quý vị và các bạn trong các bản tin thời sự tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2022-2027. Đến dự có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhiệm kỳ vừa qua, Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Hưng Yên đã phát triển thêm hàng nghìn hội viên mới, tổng số hội viên trên toàn tỉnh hiện nay gần 10.000 người, tích cực chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp thẩm quyền công nhận phiên hiệu thanh niên xung phong cho các đơn vị của tỉnh Hưng Yên tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc và phía Tây Nam sau năm 1975. Trong 5 năm qua, hội đã xây mới và sửa chữa 27 ngôi nhà cho thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, thành lập 10 quỹ nghĩa tình đồng đội, phong trào cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi để thoát nghèo vì nghĩa tình đồng đội. Toàn tỉnh có 185 mô hình kinh tế. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh đánh giá cao những nỗ lực của Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ mới, các cấp hội phấn đấu thu hút 100% cựu thanh niên xung phong qua các thời kỳ vào sinh hoạt, rà soát các hội viên đủ tiêu chuẩn được hưởng chế độ chính sách của nhà nước, thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các cấp các ngành quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện để Hội cựu thanh niên xung phong hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Chiều nay tại trụ sở tỉnh ủy, Cục Đào tạo bồi dưỡng cán bộ Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Ban Tổ chức tỉnh ủy tổ chức hội thảo khoa học chế độ đào tạo lý luận chính trị đối với cán bộ trong tình hình mới, thực trạng và những vấn đề đặt ra. Dự hội thảo có đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Phát biểu chào mừng tại hội thảo, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Văn Khuê giới thiệu khái quát một số tiềm năng lợi thế và tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ đảng viên của tỉnh trong thời gian qua,
Đồng thời mong muốn qua hội thảo, Ban tổ chức tỉnh ủy Hưng Yên được trao đổi, học hỏi những kinh nghiệm quý, bài học hay, tiếp tục tham mưu giúp tỉnh ủy đánh giá các vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đào tạo lý luận chính trị đối với cán bộ đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng, hoàn thiện tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và nâng cao hiệu quả của bộ máy trong hệ thống chính trị trong thời gian tới. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích với các nội dung như giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả quy định của Trung ương về đào tạo lý luận chính trị trong tình hình mới, thực trạng và vấn đề đặt ra về công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, trách nhiệm quyền hạn của các cơ quan liên quan trong đào tạo lý luận chính trị, đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị gắn với công tác quy hoạch bố trí, sử dụng cán bộ, công tác quản lý và trách nhiệm của đội ngũ giảng viên trong đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị. Kết luận hội thảo, đại diện lãnh đạo Cục Đào tạo bồi dưỡng cán bộ trân trọng tiếp thu các ý kiến tham luận tại hội thảo, trong đó có rất nhiều kinh nghiệm thực tiễn, giải pháp hay. Đây sẽ là cơ sở để Cục Đào tạo bồi dưỡng cán bộ tổng hợp đề xuất Trung ương nghiên cứu ban hành các chính sách, chế độ đào tạo lý luận chính trị trong tình hình mới, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Sáng nay, Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên tổ chức tọa đàm xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề Tổ chức Đảng, đảng viên trong Đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh tự soi, tự sửa. Ban tổ chức đã nhận được 27 tham luận của các ban xây dựng Đảng, đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh. Nội dung các tham luận tập trung trao đổi phân tích và làm sâu sắc thêm một số vấn đề lý luận thực tiễn ý nghĩa tầm quan trọng trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Các tham luận cũng làm rõ các hình thức sáng tạo, hiệu quả để tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị phù hợp với đặc điểm tình hình ở từng cơ quan đơn vị doanh nghiệp, đồng thời nêu rõ những đề xuất kiến nghị góp phần thực hiện có hiệu quả kết luận số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Thưa quý vị và các bạn, đến nay các địa phương đã cơ bản thu hoạch xong lúa xuân. Do thời điểm thu hoạch lúa vụ xuân năm nay muộn hơn so với thường kỳ hàng năm khoảng 10 đến 15 ngày, nên công tác chuẩn bị cho sản xuất lúa vụ mùa cần khẩn trương, nhất là khâu làm đất và gieo mạ. Toàn tỉnh đã làm đất lần 1 từ trên 10.000 ha và gieo mạ từ 1.500 ha. Để chủ động đảm bảo hoàn thành sản xuất vụ mùa theo kế hoạch, các địa phương và bà con nông dân cần huy động tối đa các phương tiện để làm đất thật nhanh theo phương châm thu hoạch lúa đến đâu, làm đất ngay đến đó. Đẩy nhanh tiến độ gieo mạ theo lịch thời vụ đã chỉ đạo, khắc phục tình trạng gieo mạ muộn bằng cách mở rộng diện tích gieo mạ nền cứng hoặc thu hoạch một góc ruộng để gieo mạ dược. Huy động tối đa mọi nguồn nhân lực, vật lực để gieo cấy thật nhanh và tập trung đảm bảo hoàn thành việc gieo cấy trước ngày 15 tháng 7 năm 2022. Sau vụ thu hoạch vải được mùa được giá mang lại niềm vui phấn khởi cho bà con nông dân, tỉnh Hưng Yên cũng chuẩn bị bước vào thu hoạch một số mặt hàng nông sản chủ lực khác như nhãn, chuối, cam, bưởi, nghệ, ổi. Chính vì thế, công tác xúc tiến thương mại để tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân luôn là vấn đề cần được đặt lên hàng đầu. 12 sản phẩm của thương hiệu đậu mầm Lương Thảo, hơn 5 tạ bột đậu mầm thành phẩm được bán ra là số lượng mà cơ sở này tiêu thụ một tháng trên các nền tảng thương mại điện tử. Kênh tiêu thụ này đã gỡ khó cho không ít bà con nông dân trong suốt 2 năm dịch bệnh vừa qua và cũng là xu thế tất yếu hiện nay. Cái được là gần như là khách hàng khắp cả nước biết đến cái sản phẩm sau hơn 2 năm thì đơn hàng cũng tăng khoảng 7-8 lần. Thương mại điện tử nói riêng và chuyển đổi số là một xu hướng tất yếu. Một mặt thì nó sẽ giúp cho là tiết kiệm chi phí quảng bá, mặt khác thì nó sẽ là khắc phục được cái những cái khó khăn do là bối cảnh dịch bệnh Covid gây ra. Và cái thứ ba nữa tổng thể hơn, đấy là một cái xu hướng tất yếu. Chính vì vậy cho nên là nếu như mà chúng ta không có cái phương án chuyển đổi nhanh, chủ động, kịp thời thì sẽ bị bỏ lại ở phía sau. Tuy nhiên, để việc tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử thuận lợi thì đối với không ít bà con nông dân, điều này vẫn còn khá mới mẻ do đặc thù về ứng dụng công nghệ thông tin. Vì thế, thời gian qua, Sở Công Thương tỉnh đã tích cực phối hợp với các ngành địa phương và các sàn để hướng dẫn tập huấn cho bà con nông dân. Song điều quan trọng nhất vẫn đến từ chất lượng sản phẩm nông sản và đóng gói sản phẩm theo tiêu chuẩn của kênh tiêu thụ.
hết sức là mở cơ chế đối với bà con. Miễn là sản phẩm mà mình làm ra tận tay, chúng tôi sẽ có giám sát, có người đến giám sát cái quy trình sản xuất, không có những cái chất phụ gia cấm hoặc là những cái chất bảo quản nó quá cái nồng độ cho phép thì đều có thể lên sàn được. Bà con nông dân phải lưu ý trong cái việc đóng gói sản phẩm đó đến làm sao theo đúng cái quy định mà do sàn thương mại điện tử đã hướng dẫn. Nếu mà bà con nông dân làm đúng như vậy thì cái sản phẩm sẽ được vận chuyển tới ngay người tiêu dùng, nó được giữ nguyên trọn vẹn về cái chất lượng. Bên cạnh sàn thương mại điện tử, các nhà vườn và địa phương cũng cần chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm vùng trồng để một mặt vẫn đáp ứng các đơn hàng của kênh tiêu thụ truyền thống, một mặt phân phối tiêu thụ vào các hệ thống siêu thị, nhà hàng khách sạn và xuất khẩu chính ngạch. Đây cũng chính là cách làm của các tỉnh lân cận như Bắc Giang, Hải Dương hay Sơn La. Những vựa nông sản lớn của miền Bắc đã thuận lợi tiêu thụ hàng trăm ngàn tấn nông sản ra các thị trường trong và ngoài nước năm 2021, dù tình hình dịch bệnh vẫn có nhiều phức tạp. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Hưng Yên với trên 15.000 hecta cây ăn quả và cho sản lượng mỗi năm trên 200.000 tấn, thì việc đa dạng các cái kênh tiêu thụ, nâng cao năng lực sản xuất chế biến của bà con nông dân và chủ động các cái hoạt động xúc tiến thương mại chính là những điều kiện cần thiết để đưa nông sản của tỉnh Hưng Yên có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Và từ đây thì bài toán tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân cũng được giải đáp. Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, huyện Khoái Châu đã tổ chức đi thăm viếng các nghĩa trang liệt sĩ, các di tích lịch sử cách mạng tại các tỉnh miền Trung. Đoàn đã đến viếng tại nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, thành cổ Quảng Trị, ngã ba Đồng Lộc, nơi các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh trên các mặt trận vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong đó có những người con của quê hương Khoái Châu. Đoàn đã đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, viếng mộ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại các nơi đến, đoàn dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Trước anh linh những vị anh hùng, các đại biểu đã bày tỏ niềm thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã tận chung với nước, tận hiếu với dân, từ đó khơi dậy đạo lý uống nước nhớ nguồn, niềm tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương đất nước, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp các ngành và toàn thể xã hội trong thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, đồng thời thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ và nhân dân huyện Khoái Châu đối với thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng. Vừa qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công an tỉnh tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ 18, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự đại hội có Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Nhiệm kỳ 2017-2022, các phong trào trong đoàn viên thanh niên công an tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật như tổ chức hơn 1.000 hoạt động tình nguyện, thu hút trên 10.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, thực hiện hơn 250 công trình phần việc thanh niên, tổ chức trên 1.500 hoạt động an sinh xã hội với tổng giá trị trên 6 tỷ đồng. Trong phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ an ninh Tổ quốc, có 185 công trình phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị, duy trì 2 tổ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phấn đấu 100% số đoàn viên thanh niên được học tập quán triệt tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, của đoàn, thực hiện ít nhất 5 công trình thanh niên cấp huyện, mỗi chi đoàn, đoàn cơ sở thực hiện ít nhất 5 công trình thanh niên. 100% số đoàn viên thanh niên ký cam kết thực hiện đủ 8 tiêu chí của kế hoạch xây dựng người chiến sĩ công an mẫu mực vì nhân dân phục vụ. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027. Nhân dịp này, Ban chấp hành tỉnh đoàn Hưng Yên tặng Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cờ đơn vị xuất sắc công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2022. Vừa qua, huyện Tiên Lữ đã tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 9 năm 2022 nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đại hội Thể dục Thể thao huyện Tiên Lữ lần thứ 9 năm 2022 có sự góp mặt của 1.500 vận động viên đến từ 29 đoàn thể thao của các xã thị trấn và các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 10 môn thi đấu gồm điền kinh, bóng đá nam, bóng chuyền hơi, bóng chuyền da nam, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, cờ tướng, việt giã, bơi lội. Trong đó có 3 môn đã tổ chức thi đấu xong trước ngày khai mạc, đó là môn bóng bàn, bóng chuyền hơi nam và môn cờ tướng. Các môn còn lại sẽ tiếp tục thi đấu và hoàn thành trong tháng 6.